người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến nha. Rồi hôm nay trả ba cây máy 6 cho ba anh khác tỉnh nha, với một cái cục sạc sạc bình từ 30A đến 150A nha. Rồi cây máy 6 này là cây của anh Tân. Anh Tân ha, anh đặt cho chú của anh. Anh Tân ở Long An. Cần đứa Long An ha. Và anh ở giáp ranh với Bình Chánh. Rồi cây này là cây của anh Đông. Anh Đông ở cũng ở tỉnh Long An luôn. Anh ở huyện Bến Lức. Rồi, còn cây này là cây máy 6 của anh Trung. Anh Trung thì có sử dụng máy 6 của mình rồi. Bây giờ anh đặt thêm một cây máy 6 và một cục sạc bình ha. Rồi giờ mình sẽ test cái cục sạc bình này, mình để qua một bên ha. Thôi để mình test cục sạc bình này trước đi. Mình sẽ test cục sạc bình và cái máy của anh Trung ha. Anh Trung thì ở cùng tỉnh với mình, anh ở huyện Châu Thành Tiền Giang nha. Rồi đây là sạc bình. Sạc bình này thì mình sạc có chế độ chống ngược cực hết đó nha. Rồi có chống ngược cực nè, thì cái dấu rút này là bên cộng, còn bên đây là trừ ha. Rồi mình kẹp kẹp ngược cực là máy nó sẽ báo tiếng kêu nha. Ha, cái lo nó kêu hơi nhỏ nha. Rồi mình kẹp đúng là cái bóng 12V này nó sẽ cháy sáng nè, còn bóng ở đây là 24V nha. 24V là mình sạc 24V nha, sạc được 12-24V. Rồi mình kẹp đúng nè, nó sẽ đèn nó sẽ cháy sáng ha. Rồi mình ghim cực vào. Đó, mình ghim điện vào đó, bốn bóng này nó sẽ cháy nha. Đó, khi nào mình sạc á, cái bóng xanh này nó hiển thị lên. Rồi từng bóng này nó tắt dần, tắt hết ráo luôn, còn cháy bóng xanh không á là bình nó sẽ báo đầy. Nha. Còn nếu mà bốn bóng này nó còn cháy mà cái bóng xanh này nó cháy luôn thì bình mình nó chưa đầy hẳn nha. Đợi mà tắt hết bốn bóng này hết ráo, hẳn hết ráo bốn bóng đang cháy nè, một bóng xanh này cháy là nó mới báo đầy bình nha. Rồi đây thì anh em hỏi là cục sạc này là tùy theo nha, tùy theo mình làm nha, sạc bình lớn bình nhỏ thì giá tiền nó khác nhau. Còn máy này, mình làm này là bình sạc bình từ khoảng 100 trở lại thì giá 600.000 nha. Giá cả thương lượng làm sạc cho anh em nha. Cái sạc bình càng to thì giá tiền nó sẽ cao hơn. Đó. Rồi. Thì sạc bình của anh đã an toàn nha. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ test cái máy của anh luôn. Đây nha. Máy của anh Trung. Đây là máy của anh Trung. Rồi thì cái máy của anh Trung là mình có tại cái người em của mình ha, hàng dây cạp bình bị nhập đó. Mình có ghi cộng trừ nha, cộng nè đó, mình có làm dấu cho anh trừ ha. Rồi thì cái này cũng như máy của anh thôi, dặn mạnh yếu nè, lúc này là chỉnh trọng duty nè ha. Anh có sử dụng máy mình rồi, mình chỉ test nhanh lẹ ha. Thì những anh em có xài máy của mình rồi thì mình test cho nó lẹ, chủ yếu là test máy hoạt động thôi. Rồi cắm quạt, cắm vào quạt nó sẽ đã quay ha. Rồi chế độ mức thấp nhất, rồi tăng tần số lên nè. Rồi bật lên trọng xung nè. Rồi đu ti mỏng nè, đu ti mỏng đánh cái nhẹ điện nha. Rồi. Rồi test chống chập giật. Rồi máy của anh nhá ha, luôn. Rồi máy của anh đã an toàn nha. Rồi
clip mà mình test hơi nhanh ha. Rồi. Rồi, kế tiếp là cái máy của anh Tân. Anh Tân ở Cần Đước Long An nha. Rồi, thì máy này thì mình có bật quay chữ T là tắt trộn xung nè. Đó, anh kêu mình có làm như cái máy của anh, mình đã chỉnh sẵn trộn đu ti hết rồi. Bật qua đây là chữ B là bật trộn xung nha. Rồi nút mạnh yếu từ 1 đến 10. Rồi thì anh nó có đi đánh hai nấc ép, bật lên là ngọt ha, bật xuống là lão phèn. Thì những anh em xài máy của mình á, là từ đó giờ là mình làm máy là bật xuống là đánh lão phèn nha, bật lên là đánh ngọt. Nhiều lúc anh em là tưởng là bật lên là đánh lão phèn, bật xuống là đánh ngọt, là đánh bị sai ép nha. Anh em nói là đánh cá chìm này kia nha. Mình từ đó giờ làm máy lớn máy nhỏ là bật xuống là lão phèn, bật lên là ngọt nha. Đó, anh em chú ý giùm mình đó. Rồi, mình test máy nha. Rồi máy của anh là dây xanh dương là cộng, dây vàng là trừ nha. Khác cái máy của anh Trung nãy nha. Là cái này hàng đúng rồi, còn cái này cái máy này mình hàng, còn cái máy kia em của mình hàng. Đó. Nó hơi bị sai rồi, giờ tháo ra tháo vô mất công bong mạch. Nên mình không có thay để luôn. Rồi. Quạt đã quay nha. Rồi. Đây, tắt cộng xung này, chế độ mức thấp nhất, đánh chế độ nước LB lậu phèn nha. Rồi tăng lần số lên nè. Quạt bật qua trộn xung nè. Rồi mình bật lên chế độ nước ngọt nè. Nha, anh em nghe tiếng khác rồi nha. Tắt cộng xung nè. Rất là lực nha. Rồi mình test chống chập giật nè. Ngắt ha. Rồi, máy của anh đã an toàn. Thì trong tháng giêng rồi nha. Là mình bán máy này là giá 1 triệu nha. Đó. Rồi ha. Rồi, kế tiếp là cái máy của anh Đông. Anh Đông ở huyện Bến Lức, cũng là tỉnh Long An. Rồi, dây này dây sinh dương là cộng. Rồi dây vàng là trừ ha. Ở về anh em nhớ chú ý bôi mỡ bò vào trong đây ha, xài cho nó bền. Rồi kèm theo dây cầu ốp luôn. Rồi còn đây là cái phần mặt trước. Dây đỏ là ra vạt nè, dây đen là ra mát hoặc trẻ. Trẻ vạt của hoặc trẻ ha. Vạt thì nó sẽ tốt hơn nữa. Rồi. Thì nút này là chỉnh trộn xung đu ti nè, nút vàng là bật lên là trộn xung nè. Bật lên cái cạch ha, trộn ha. Thì tăng đu ti tới số 10 là đu ti dày để mình đánh những cá nặng điện, còn đánh những cá nhẹ điện thì mình giảm đu ti. Đó, hoặc là mình bật cái này nè, maximum là mình chỉnh lúc này mạnh yếu. Đó. Đánh nó sẽ dễ. Đó, về mình đánh chưa quen thì mình muốn đánh trộn xung mình bật cái này lên để mức 10 luôn. Và mình chỉnh này mạnh yếu thôi. Ha. Rồi còn nếu mà mình không muốn đánh trộn xung đánh lì thì mình tắt cái này, mình chỉnh này mạnh yếu đánh lì. Đó, anh em về để mức thấp nhất anh em chỉnh lên từ từ đánh nha. Đó, rồi đây, em sẽ test máy ha. Rồi mình kẹp đúng cờ quạt nó sẽ quay. Rồi mình kẹp tải vào nha. Anh nhớ về anh không nên thử lửa như máy cơ nha anh Đông. Đó, máy nó khác như máy cơ nha. Rồi mức chế độ thấp nhất nè. Chừng nào máy mình về mình học hai cần xuống nước máy nó mới chạy nha. Đó. Chứ mà mình để hai cây ở trên bờ là bóp máy nó không có kêu nha. Đó, với thứ hai là mình lỡ mà mình bóp cò mà mình chưa nhúng giọt xuống nước á, mình không nên cầm vào cái vợt nha. Rồi mình đừng có nên thử lửa như máy cơ là được rồi. Đó, không chập giọt lại như máy cơ. Nó sẽ tổn hại, nó sẽ hại cho những con linh kiện trong đây nha. Thành ra mà máy mình không được bền đó. Rồi, chế độ mức thấp nhất là đánh lì nè. Bật ở đây là cái cọc số 0 nè, là đánh lì nha.
rồi em tăng tần số lên nè, nó mình nhích từ từ thôi. Đó, cái này là em nhích hơi lẹ ta ha, thì mình đánh chưa chết là mình nhích lên từ từ. Đó, còn này là em nhích lẹ nha. Đó, máy rất là lực nha. Rồi em bật lên trọng xung nè. Đó, cái đu ti anh em nghe tiếng nó dày ha. Đó, nó liền với nhau để đánh những cái nặng điện, còn mình đánh những cái nhẹ điện thì mình đó đu ti mỏng thôi, khoảng 50-70%, 80% thôi. Đó, đánh cái lốc tê chẳng hạn ha. Còn mình tắt cộng xung nè. Rồi em test chống chập giật nha. Cái này là chống chập giật thì mình vô tình mình chập trúng thì nó không sao nha, chứ đừng cố ý quẹt như máy cơ là được nha. Đừng thử lửa như máy cơ. Rồi máy anh ngắt nè, bớt lại nè. Đó rồi ha, máy của anh đã an toàn nha. Rồi có gì mình sẽ gửi clip này qua Zalo cho anh. Đó là anh đánh gì chưa quen, gì sử dụng máy chưa quen thì liên hệ em, thì em hướng dẫn anh cách sử dụng máy. Đó, rồi anh em nào có cần máy từ máy nhỏ cho đến máy lớn đánh sông hồ đập thủy điện gì đó, đó máy từ ngọt tới mặn đó, rồi liên hệ em ở giờ sạc. Đó, những mẫu máy RBT, LC, tất cả các loại nha. Rồi em chào tạm biệt mọi người nha. Anh em cần thì liên hệ em số 9 và số Zalo là 0799933977 ha. Số điện thoại em có để ở góc mé bên tay trái phía trên màn hình. Đó. Rồi ha, em chào tạm biệt mọi người nha.